Rồi. Rồi, hôm nay công ty ông Mỹ đi vô thăm tôm của anh Dội ở ấp Quà Rê, Mỹ Xuyên, Ngọc Đồng, Sóc Trăng. Tình hình thì tôm anh Dội trên 2 tháng rồi. Trời mới mưa xong, bão quá xá bão. Vừa rồi thì kỹ sư Lý Hớn là cũng có là tư vấn về cái sản phẩm AC Cobelox. Đây là vi sinh nói chung là làm sạch cái nước rồi giảm cái khí độc, đặc biệt là làm giảm cái nhớt bạc, giảm độ nhớt của tảo sinh ra là khi tảo tàn á. Giảm độ nhớt nè, thứ hai nó hạ được mặt cái mật độ thức ăn dư thừa mà sinh ra khí độc của tôm thải ra với thức ăn mà không hấp thụ hết rồi. Đó, cái lượng đạm mà trong thức ăn và đoạn lượng đạm ăn tôm nó thải ra. Rồi thêm nữa là làm được cái môi trường nó, nước nó không có bị nước cái vụ lâu đầu nữa là tới 70 ngày là nó thay chích luôn. Giờ thay là chúng ta thay nước đợt này thay nhẹ. Thay cũng thay nước nha, chúng ta sáng chiều mình thay nhẹ. Nước đâu cũng một cấp vô y viên vậy, cũng một người nuôi mình vậy đó. Dạ. Mà mình chỉ có thể bổ sung thêm chút là nó khác. Nào bạn mà xài máy này cảm nhận liền, cảm nhận nhanh hơn đâu đó. Cái bộ nó qua một khâu cái là tháng. Dạ. Vậy mới quánh hồi tối. Dạ. Thấy nó lọt quá, sáng sẽ phân ra một bao đó. Bao thức ăn này đúng. Báo cáo xếp anh. Thì chỗ anh Dội anh cũng cho thấy cái hiệu quả sau khi anh sử dụng cái khoáng Supermid và cái là Boeing 113, đặc biệt là cái Boeing 113 đây là khoáng nóng, nói chung là sử dụng rất là hiệu quả khi mà thời tiết mà mưa nhiều đó, nó vừa làm ấm nước mà nó vừa kích con tôm lột rất là hiệu quả đó. Mà khi thời tiết lạnh này nó lúc giao mùa nó dễ bị mà đốm trắng đổ thân, nếu mà mình xài cái này thì nói chung là nó giảm rất là nhiều đó. Theo tính thấy là đi rất là nhiều ao bạc, mà nếu mà cái nhiệt độ mình cao đó, thì nó sẽ đỡ rủi ro về cái bệnh mà đốm trắng đổ thân hơn. Rồi vừa qua thì cái hành trình của kỹ sư là Dương Anh Tuấn và kỹ sư Lý Hớn đó, đi thăm ao nuôi công nghệ cao sau khi mà mưa bão vừa rồi rất là nhiều ngày đó, mình sợ cái môi trường nó biến động nó sốc
nó ảnh hưởng tôm đó. Nhờ mà quản lý tốt các điều kiện yếu tố môi trường, sử dụng khoáng rồi trộn gan ruột đó, mà con tôm chỗ anh dội nó nói chung là thấy rất là tốt đó. Thì anh sẽ định nuôi về 30 con luôn đó. Thì để hỗ trợ cho bà con, đặc biệt là ở Sóc Trăng, thì chỗ kỹ sư Lý Hấn thì rất là nhiệt tình. Nếu mà bà con có cái ao hoặc những có khó khăn nào trong quá trình nuôi tôm đó, thì liên hệ trên số điện thoại trên màn hình thì sẽ được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp đó, nhằm đem lại cho bà con cái hiệu quả cao và cái chi phí là thấp. Xin cảm ơn bà con.